Dạ, điện thoại Hằng Tôn, mến chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em cũng mới về được Samsung dòng cao ha, A22 86 của nhóm 128 và Redmi 13C RAM 6 cộng bộ nhớ 128 pin 5000 và một số dòng điện thoại khác ha. Mi 3C A10s A71 hiện tại bên em hết hàng rồi, nhưng mà ngày mai là em có hàng lại nha. Cô chú anh chị nào mình đặt hàng thì cứ alo cho em ha, mai là em có hàng lại rồi. Mà lên hình thì chắc em không có, em chưa có lên kịp, tại vì ngày 2 ngày em mới lên. Hôm nay nhập hàng thì A71 chưa có, mai mai em có hàng. Và một số iPad ha, hôm nay em có nhập được cái iPad giá rẻ nha, rồi em tí em sẽ sale giá rẻ, thật là rẻ cho cô chú anh chị nha. Rồi iPad mini 1, iPad 4, 16GB, 32GB, có SIM không, xài SIM em có đầy đủ ha. Rồi thì cây này là cây iPad mini 1, 16GB, giá 1 triệu chẳng, tặng dây cáp và cốc sạc cho cô chú anh chị luôn, tặng cốc lưng mới ha. Em có 2 cây nha, 2 cây máy đẹp, một cây màu trắng, một cây màu xám ha. Nay nhập đây một cây màu xám, hình như em có 2 cây màu xám luôn. Hai cây hình luôn cô chú anh chị, máy đẹp luôn ha, máy đẹp mà đều bằng nhau nha. Nên em làm nhập là phải máy đẹp em mới nhập ha. Đây cái máy của em nè, em quay video này là cam thường nha, không có tải app ha, cho nên hình video làm sao là hình nó y vậy ha. Cái hình này là nó không có đầy xước, không có gì hết nha cô chú anh chị. Bên em là hàng xa thì em nói vậy ha, máy đẹp nó đẹp, máy xấu thì nói xấu. Tí xíu nữa em có cây iPad 4 xài sim, máy xấu em theo thật thật sàn luôn, em bán giá rẻ thiệt là rẻ cho cô chú anh chị, dễ mua nè. Rồi 1 triệu một cây nha cô chú anh chị, 1 triệu một cây, mình có tặng cốc và cáp sạc luôn, cáp lưng luôn. Rồi cây này là cây iPad 4 bên em ha, iPad 4 16GB có xài SIM nha. Này em cái này cũng là hàng của em nhưng mà khách xài mua cho em bé xài nặng quá nó cầm không nổi, nên khách đổi lại. Thì em thâu vô giá cũng rẻ cho nên giờ em bán giá rẻ ha. Cây này thì mà cái lưng nó hơi tày nè. Đó. Cái lưng nó tày thôi nha, chứ còn máy móc là bình thường. Góc cạnh là ok hết ha, không có bị trầy xước gì hết. Còn bên trong đây thì em có tải sẵn Zalo, Facebook, Messenger rồi ha. MP3 đồ có đầy đủ luôn trong này rồi. Thì cô chú anh chị nào mình mua mình muốn tải thêm gì đó thì nói em sẽ tải giùm, còn mình có tài sản hay đâu thì về đăng xuất trong máy ra mình nhập vô mình tải ha. Cây này thì nó là xài bình thường nha, màng không á mốt không gì hết ha. Cô chú anh chị nào mình mua hàng bên em thì kết bạn Zalo, em gửi hình cho xem kỹ hơn nha. Để em đắt lo cho cô chú anh chị nha. Cái máy nó ok, xài bình thường nha, chỉ có cái lưng nó hơi đầy xíu thôi ha. Nhưng mà cái lưng này đầy thì cũng không có sao nha cô chú anh chị. Em đã tặng ốp lưng cho cô chú anh chị rồi nè. Để cái lưng vô là không ai thấy gì hết. Quan trọng là cái màn hình và pin thôi ha. Chỉ cái lo nữa. Đó, mình xài bình thường. Rồi giá
Giá này là bình thường có xài sim là em bán 1 triệu 6 ha. Hôm nay em bán chỉ có 1 triệu 2 thôi nha. Cái máy này nè em xả chỉ có một cây duy nhất thôi nha cô chú anh chị. Một cây duy nhất giá 1 triệu 2 nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Nhanh tay thì còn, chậm là hết. Rồi tiếp theo em có cây này 32 GB nè. Ba mươi hai ghi không sim, giá 1,5 triệu. 32 GB không sim giá 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Bên em là máy đẹp, màn đẹp, ha. Cái máy này em nhập, cái máy nó phải đẹp như vậy nè em mới nhập nè, mới nhập về bán nha. Còn máy máy mà em bán rẻ với em bán xả hàng cho cô chú anh chị là mấy cái máy đó em bán cho khách khách xài thì nó cũng có cày chút đỉnh, có nhiều khi khách xài không kỹ nó cày á, thì em bán rẻ ra cho cô chú anh chị xài. Cái đó thì em mua rẻ, em bán rẻ. Còn cái này là em mua máy đẹp cho nên em bán giá nó hơi cao hơn cái máy mà em mua lại của khách ha. Cái này là 1,5 triệu, 32 GB không xài sim, tặng dây cốc và cáp luôn nha, tặng cốc và cáp sạc, tặng nguyên bộ cốc sạc luôn, rồi với cái ốp lưng này ha. Rồi 16 GB có xài sim, em cũng có hai cây luôn. Nói chung là máy bên em là máy đẹp không, bên em mà máy bên em cô chú anh chị nào có mua rồi thì biết rồi ha. Em máy đẹp thì nó đẹp, máy xấu nó xấu, chứ không có bán không có xấu mà nó đẹp nha. Rồi cây này là 16 GB có sim, giá là 1,5 triệu nha. Em có hai cây, một cây da nâu, một cây ốp lưng da màu nâu và một cây lưng da màu đen ha. Rồi iPhone thì em có 6G, 6 lốt nè, 6S lốt và 7 lốt luôn. Rồi hôm nay em có hai cây 6G, 6G còn vân tay, một cây màu gold và một cây màu bạc ha, cái da đen, cái da màu xanh. Máy đẹp nha cô chú anh chị, máy này đẹp được 96-97% ha. Rồi trên tay em đang cầm cây 6G màu bạc, màu xám bạc này là còn vân tay 64 GB, pin 100, giá là 1,3 triệu ha. Màn hình không áo mốt không gì hết ha. Rồi tiếp theo con này cũng có 6G, 128 GB, móc vân tay, pin 100, giá 1,3 triệu luôn. Hai cây bằng giá ha. Rồi tiếp theo con này là 6G, 128 GB, móc vân tay tiếp theo luôn, giá nó cũng là 1,3 triệu. Cây nào cũng đẹp như nhau hết nha, không có cây nào tệ hết ha. Cái nào tệ em nói tệ em bán rẻ cho tài nha. Lo to âm thanh rõ luôn. Âm thanh rất là rõ nha. Hình thức xếp hàng bên em cô chú anh chị mình mua thì mình cọc cho em 100k vào tài khoản, nếu không có tài khoản thì cọc cạc điện thoại ha. Cọc xong cho em tên địa chỉ số điện thoại em ship. Rồi chiều tầm 4:30 ông xã em bán ngoài sân vận động Tân An nha. Còn ban ngày thì cô chú anh chị mình mua xem máy trực tiếp thì có tới địa chỉ 42 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tân An, Long An. Rồi trên tay em cầm là con 6 lút 128 GB mất dân, pin 100, giá 1,7 triệu ha. Còn để em coi nha. Đúng rồi, giá 1,7 triệu nha cô chú anh chị. Tấm lưng da màu xanh ha. Bên em mà cô chú anh chị mình mua hàng thì mình được kiểm tra hàng trước lúc nhận hàng. Trước khi cô chú anh chị mình nhận hàng thì mình kiểm tra, mình để sim vô nghe gọi ha. Kết nối wifi, coi cái sóng wifi nó có nhận không nha. Và nghe gọi luôn, thử chân sạc đồ luôn. Còn về phần cái men á thì em
sẽ bao đổi trả cho cô chú anh chị trong vòng một tuần lễ ha, một đổi một. Rồi tiếp theo 6 lốt mất dần 128 GB, giá cũng là 1,7 triệu luôn nha cô chú anh chị, em có hai cây ha. Xin lỗi nãy giờ em quên báo, tự nhiên báo ngay mã số rồi. Rồi con này là cái con iPhone đầu tiên mà 6G 128 GB, giá 1,3 triệu, bên em là cái mã 106 nha, 106. Còn tiếp theo cái mã 110, 110 là 6G 64 GB, còn vân tay giá 1,3 triệu, mã 110 ha, giá 1,3 triệu. Còn tiếp theo mã 80, mã 80 6G 128 GB, giá 1,3 triệu luôn. Và mã 99, mã 99 này là 6 lốt 128 GB, mất dần giá 1,7 triệu. Rồi 6 lốt 128 GB mất dần giá 1,7 triệu, em có hai cây luôn ha, mã 93 và 99 ha. Rồi tiếp theo em qua mã 70 nè, mã 70 là 6 lốt 64 GB, giá 1,6 triệu. Máy đẹp ha, tặng full phụ kiện như cô chú anh chị luôn nha, tặng ốp lưng da nữa nè. Rồi tiếp theo là mã 6S lút, mã 110, mã 110 6S lút giá 1,8 triệu. Máy đẹp keng sờ beng, len keng luôn. Máy chụp hình là cam trước, cam sau là ok hết ha. Cái lo rất là to nha. Take advantage of financial market moves by buying or selling with the number one broker. Rồi tiếp theo em qua mã 91 là 6S lút. Mã 91 và mã 92. Hai cây đều 32 GB hết ha. Giá là 1,8 triệu. À, còn về phần máy để em coi nha. Đây. Máy đẹp ha. Trên đây thì em chỉ quay sơ lược thôi ha, cô chú anh chị nào mình mua thì kết bạn Zalo với em, nói mã số em cho xem hình xem máy ha, cho xem hình xem lo nghe cách lo rồi luôn ok hết thì mua ha, chuyển khoản cho em mua. Rồi con này là giá 1,8 triệu ha, mã 91, 92 giá 1,8 triệu. Rồi tiếp theo mã 90, mã 90 là con 7 lốt 32 GB, còn vân tay bên 100 giá 2,4 triệu. Con này màu màu gòn ha cô chú anh chị. Rồi qua mã 108 nè. 7 lốt 128 GB, còn vân tay pin 100 giá 2,6 triệu. Mã 108 nha, máy màu đen. Hôm nay 7 lốt em có tới 3 cây luôn nha cô chú anh chị. Màu đen, màu đen em có 2 cây và 1 cây màu gon nha. Rồi tiếp theo qua mã 109 nè. 109 cái cây màu đen này thì hơi xấu ha, cũng trên 90%, mất dần 32 GB, giá 2,1 triệu. Mất dần ha, màn hình nghe gọi lo ổng ok hết nha. Rồi giờ chuyển qua Samsung nha. Samsung hôm nay em mới về cây A22 nè, màu đen. A22 RAM 6 của nhóm 128, pin 5000. Con này là giá 2,7 triệu nha cô chú anh chị, máy đẹp len keng luôn nè.
cô chú anh chị mình mua thì em sẽ tặng cho mình cái lưng trong nha, lưng trong và dây và cốc ha, dây cốc sạc luôn nha. Chụp hình cam trước cam sau ok hết nè. Ồ, cam trong đẹp ghê. Con này là bên 5.000 nha, máy còn đẹp 97-98% ha. Giá là 2.700.000. Rồi A51-56 còn nhớ 128. Con này là em có lưng trong sẵn ha cô chú anh chị. Đây nè, cái màn này chỉ có 6.4 thôi. Lưng trong chống sốc luôn, 56 còn nhớ 128. A31 nha, quên em nói lộn. A31 dòng này bên 5.000 ha. Có màu cây duy nhất nha. Con này mà mất vân tay là em bán chỉ có 2.2 thôi nha. Con này là giá 2.4 ha, còn vân tay đầy đủ nha. Rồi tiếp theo em có con A51-58, bộ nhớ 128, con này phiên bản đặc biệt ha. Mã 67 nha. Con A31 hồi nãy là mã 54, con này là qua mã 67 nha. Mã 67 này 56, bộ nhớ 128. Dòng này thì pin chỉ có 4.500.000 thôi, giá là 2.9 nha, 2.9. Rồi tiếp theo em qua mã 104 nè, 104 là con A70, 56 bộ nhớ 128, pin 4.500.000, màn hình 6.7 ha, giá 2.8. Cái này thì màn nó hơi to ha, mình muốn nhỏ gọn thì mua A31, A51. A71 ngày mai em có hàng lại nha cô chú anh chị. Cam trước cam sau ok hết. Cô chú anh chị ở mấy khu vực lân cận đây tới em thì nhớ điện thoại cho em trước nha, để nhiều khi em đi nhập máy không có đi nhà nha. Điện cho em trước cho em biết, em có đi đâu thì em tranh thủ em về ha. Nghĩ rằng là đã đến lúc á. A70 mã 104 giá 2.8. Rồi tiếp theo mã 112 với mã 98 A50S. RAM 464 giá 1.8 luôn. Một con có lưng sẵn, con chưa có ha. Thì con này thì em sẽ mua em tặng cái lưng trong. Cô chú anh chị nào mình mua trước thì mình được lựa chọn. RAM 464 pin 4.000 luôn. Mà hình xem tư. Rồi tiếp theo con này A21S RAM 332 pin 5.000. Con này giá 1.500.000 ha, chân sạc tai xi, màn hình camera đục lỗ luôn nè. Đục lỗ bên hông ha. Con này màn hình 6.5 ha. Giá 1.500.000. Rồi tiếp theo qua 102. 102 và 101. A12 RAM 6 bộ nhớ 128 pin 5.000. Giá 2.4, hai con. Y hình ha, máy đẹp 99% nha. Máy không đề xước gì hết. Bên đây em chỉ nói về giá cấu hình máy thôi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mình mua thì nhớ kết bạn Zalo để mình gặp ông xã em sẽ tư vấn cho cô chú anh chị nha. Còn em mắc giữ bé cho nên em ít có giữ máy. Rồi tiếp theo là mã 81. A20S RAM 332 giá 1.550.000 ha. Con này màn hình to nha cô chú anh chị, màn hình nó 6.7, chụp hình cam trước cam sau ok hết nha, máy đẹp. Cô chú anh chị mình ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở
Bình Chánh, Bến Lức đồ ha. Mua máy mà em ship tận nơi luôn á, cô chú anh chị vô lòng cọc cho em 100k thì em sẽ ship tận nơi cô chú anh chị luôn nha. Chính bản thân em đi ship luôn cho cô chú anh chị, nhưng mà phải cọc em có đi mới đi nha, chứ còn không cọc em không có đi. Tại vì khi em ship ship code thì cô chú anh chị cũng phải tốn tiền ấy, còn cọc cho em á là thì khi cô chú anh chị mình mua hàng cũng từ tiền cọc ra nha, không có mất đồng nào hết. Rồi mã 81 này là A20S giá 1.550.000 ha. Tiếp theo qua mã 72 nè. Mã 72 này là M20 RAM 3 bộ nhớ 32 pin 5000. Con này thì màn hình nhỏ ha, màn hình nó chỉ có 6.2 thôi. Giá là 1.3 nha. Máy này được 95% ha. Rồi qua mã 73 nè. A20 RAM 3 32 pin 4000, con này giá 1.3 luôn. Máy đẹp 98-99% ha. Cô chú anh chị mình chơi game thì chọn dòng Redmi hoặc là Samsung nhiếp bồ dòng cao này ha. Còn RAM 3, RAM 4 thì mình chỉ bắn cá, đánh bài rồi chứ thôi, chứ không có chơi được liên quân đâu nha. Mua cho em bé chơi điện tử ý, xem coi YouTube thì mua mấy dòng RAM 3 trở lại. Rồi con Samsung này 105 A03 RAM 4 mua nhớ 64 pin 5000 giá 1.8 ha. A03 mã 113 con A10S RAM 2 bộ nhớ 32 giá là 1.1 nha. Rồi tiếp theo qua Oppo nha. Mã 48 Oppo A15S RAM 4 64 giá 1.8 nha, màn hình 6.5, máy đẹp kem. Mã 74 A53 RAM 4 cộng 104 cộng 3 ha, bộ nhớ 128 pin 5000, giá chỉ có 2.2 thôi. Màn đẹp, máy đẹp, màn hình 6.5 ha, camera đục lỗ chân sạc tai xi luôn nha. À, máy đẹp ha. Rồi tiếp theo Oppo F9 luôn, RAM 4 bộ nhớ 64. Con này thì chân sạc thường nha. Còn chụp hình thì con này thì máy nó cũng đẹp ha. Con này hồi xưa em xài nè, máy chụp hình cũng đẹp lắm. Rồi em có tải sẵn hết cho cô chú anh chị luôn nè, về mình chỉ để sim vô mình kết nối wifi là xài ok ha. Con này giá 1.5 triệu nha. Rồi tiếp theo qua mã 82 Oppo F7 RAM 4 64 giá 1.4 triệu. Máy đẹp 97-98% ha. Màn 6.2. Rồi mã 38 Redmi. Cái Renault chứ. Oppo Renault Z. RAM 8 bộ nhớ 512. Giá là 3.1 triệu nha cô chú anh chị. Con này thì máy mới nha. Hôm nay không biết làm sao con này nó cứ đeo đuổi em hoài nè, không chịu đi nè. Giá 3.1 triệu. Máy mới nha, con này cái này là hàng lượng phụ kiện nha. Cho nên em bán giá rẻ. Còn phụ kiện em tặng cho cô chú anh chị là em mua. Em mua em tặng chứ em nhập máy không có. Rồi Oppo A54 RAM 4 vô nhớ 128 pin 5000. Giá 2.3 triệu. Màn hình 6.7. Mã số 107 nha, 107. Camera đục lỗ. Mã 75. Ủa con này A5. Oppo A5. RAM 6 bộ nhớ, RAM 6 cộng bộ nhớ 128 pin 5000. Con này giá 2.4 triệu nha, Oppo A5 nè.
camera đục lỗ. Rồi tiếp theo qua mã 71. Apple A17 RAM 6 bộ nhớ 128 pin 5000. Con này vân tay bên hông ha. Ốp lưng da nè. Ý cái lưng da, quên cái lưng da chứ không phải là ốp lưng, cái lưng nó bằng da nha quý anh chị. Ở mặt sau này còn có miếng mũ luôn ha. Miếng siêu nè. Còn miếng siêu ở phía sau này ha. Em chưa có bóc ra luôn. Tặng ốp lưng tông và dây và cốc sạc luôn nha. Tặng full phụ kiện luôn ha. Rồi giá 2,5 triệu nha. Mã 64. Apple K3 RAM 8 bộ nhớ 512 giá 3,2 triệu. Con này thì camera lầu thục trên đầu nha. Đây nè, em đảo cái cam lại là nó lội lên ha. Khi mà em quay lại đã thục xuống nè. Đó. Con này thì máy cũng mới 99% luôn ha. Màn 6.4 RAM 8 bộ nhớ 512 giá 3,2 triệu. Rồi con này qua mã 40 A73 5G. Con này RAM 8 bộ nhớ 256. Dòng này là pin 5000 giá là 2,9 triệu. Máy mới luôn ha. Máy mới 99% luôn. Rồi em qua mã 42 A31 RAM 8 bộ nhớ 256. Con này là giá 2,3 triệu. Pin 4230, màn hình là 6.5 ha. Máy mới luôn nè, máy mới máy đẹp nha. Cam trước cam sau ok, lo độ ok hết trước khi cô chú anh chị nhận hàng mình kiểm tra hàng. Máy ok hết thì mình nhận ha. Rồi con này giá 2,3 triệu luôn. Rồi em qua mã 31 nha, bộ K5. RAM 8 bộ nhớ 256. Con này giá 3,2 triệu nha. Ngày máy được căng nguồn nha. Cái máy nào em cũng đã tải sẵn hết cho cô chú anh chị trong này rồi. Mình mua về mình chỉ dịp mình xài thôi, không có phải cài đặt gì hết ha. Tặng hết lưng cong luôn. Dây cóc. Rồi tiếp theo qua dòng Redmi nha. Này là Redmi dòng cao nha. Mã số 3 số 1. 3 số 1 con này là Redmi 13C RAM 6 cộng bộ nhớ 128 pin 5000. Con này màn hình 6.7 ha. À, giá là 2,9 triệu. Máy màu đen. Con này có dán cường lực sẵn cho cô chú anh chị luôn ha. Máy đẹp keng luôn. Máy không đầy xước nhiều ha, đẹp 97-98% nha. Chiến cấp loại game luôn. Chiến tất cả các loại game luôn ha. Máy rất là đẹp. Rồi Redmi 13C số 3 số 1 ha, mã 3 số 1. Rồi tiếp theo hôm nay em có về được mã 114 ha, Mi A3 RAM 4 bộ nhớ 64 giá 1,4 triệu luôn. Mấy con này thì nhỏ gọn ha, chiến game thì ok. Game gì cũng cân hết. Lo là ok luôn nè. Thank you.
Máy màu xanh dương. Rồi mã 69, Redmi 9T RAM 4, bộ nhớ 64, pin 5000, giá 1.700.000. Màn hình mượt, lo ok hết. Nghe gọi hai sim luôn, chân sạc tai si luôn. Rồi Redmi 5i, RAM 4, 64, pin 5000, giá 1.800.000. Màn hình 6.8:7 ha. Màn to nè. Con nào cũng lo ok trên. Con này chưa có nối wifi. Rồi giá 1.800.000 nha, mã 86. Rồi tiếp theo em qua mã Redmi. Rồi mã 115. Để em coi cái con này con gì. Con này Redmi 9. Redmi 9 RAM 4 cộng bộ nhớ 64. Pin 5000, giá 1.600.000 nha cô chú anh chị. Con này ghi mã số lộn cho nên em hơi nãy giờ em hơi lộn cộng ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi kênh điện thoại của Hằng Tô ha. Cô chú anh chị nào mới xem video lần đầu tiên nhớ đăng ký kênh để mình được xem nhiều clip, nhiều dòng điện thoại tiếp theo ha. Để mình khi nào mình cần thì cô chú anh chị mua ủng hộ giúp em nha. Địa chỉ em ở 42 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tân An, Long An ha. Cô chú anh chị nào mình trước khi đi tới địa chỉ em mới nhớ điện thoại cho em cái nha. Để nhiều khi em đi không có nhà em tranh thủ em chạy về. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Hẹn cô chú anh chị clip sau ha.